Kính chào quý vị và bà con. Không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống tiếp thì gây ra thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa thì là nơi mà gió đông bắc mạnh nhất. Ngày hôm nay, gió cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng là từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Còn với vùng biển ở quanh vịnh Bắc Bộ và từ Quảng Trị trở xuống đến Ninh Thuận thì cũng có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng là từ 2 đến 6 mét. Ngoài ra thì trời còn có mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Còn với vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau và ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa thì dự báo là trong ngày hôm nay gió đông bắc cũng mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Và lưu ý là quanh huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông, có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Khi mà ra khơi mùa biển động thì bà con nên chuẩn bị sẵn áo phao hay là xuồng cứu nạn, tủ thuốc cứu thương. Ngoài ra, dự trữ lương thực khô, nước ngọt sạch để có thể sử dụng khi cần thiết. Và khi gặp sự cố thì hãy liên hệ với tần số 7903 kHz để được hỗ trợ kịp thời. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.